Phạm Quỳnh Anh thay mặt Đông Nhi xin lỗi fan. Cộng đồng mạng không hài lòng khi Phạm Quỳnh Anh bất ngờ nhắc lại việc giữa fan và Đông Nhi trước đây. Tối 11 tháng 6, Phạm Quỳnh Anh có show diễn tại Đà Lạt. Tại đây, nữ ca sĩ khéo xác nhận thông tin bầu bí râm ran suốt thời gian qua. Cũng trong đêm nhạc, Phạm Quỳnh Anh đã song ca cùng Đông Nhi trong bản mashup Dạnh Lòng, Hạnh Phúc Mới đầy cảm xúc. Bên cạnh đó, giọng ca Tất Cả Sẽ Thay Em bất ngờ nhắc lại việc giữa Đông Nhi và fan mới xảy ra thời gian gần đây. Nữ ca sĩ nói với đàn em thân thiết: "Rất thương cô em này. Có nhiều điều không vui đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Thực sự chị không biết phải bảo vệ em như thế nào. Chỉ có một lời rằng, đôi khi một dòng status hay hoàn cảnh nào đấy không thể nào nói hết được. Nhưng chúng tôi là những nghệ sĩ không bao giờ muốn làm điều gì khiến cho khán giả, những người yêu thương chúng tôi buồn hết. Hãy thông cảm và tin tưởng cho người nghệ sĩ được không ạ?" Tuy nhiên, màn xin lỗi thay này không được netizen hưởng ứng, trái lại còn khiến Phạm Quỳnh Anh hứng gạch đá. Nhiều người cho rằng chuyện đã được lãng quên nhưng giờ đây nữ ca sĩ bỗng khơi gợi lại. Không mượn là bình luận mà phần lớn cư dân mạng dành cho bà mẹ ba con. Trước đó, đối diện với những chỉ trích của người hâm mộ về cách làm việc của ekip trong công ty, Đông Nhi đã có những lời lẽ gay gắt chỉ trích fan quá giới hạn. Bài đăng của Đông Nhi khiến cư dân mạng dậy sóng, hàng loạt người hâm mộ tuyên bố rút khỏi fan club vì cảm thấy không được tôn trọng, thậm chí nhiều người còn cho biết sẽ tẩy chay mọi sản phẩm của Đông Nhi. Trước phản ứng gay gắt của dư luận, Đông Nhi đăng bài xin lỗi dù nhận được sự tha thứ của không ít fan, lùm xùm này vẫn làm hình ảnh của Đông Nhi xấu đi rất nhiều.